các bạn nhé. Chào các bạn quay lại video mới của mình ạ. Đây, hôm nay mình lại tiếp tục đi rừng các bạn ạ. Hôm nay mình đi có 4 anh em các bạn ạ. Nói chung là tối nay mình đi bẫy về xong rồi các bạn. Tối mình về đi thăm bẫy, sáng mai mình mới đi thăm các bạn. Tối mình dụ yếu về lán mình nấu cơm ăn các bạn nhé. Giờ mình đang tiến hành đi thăm bẫy buổi chiều để phải làm bữa cơm tối các bạn. Chứ sáng mai mình mới đi thăm chính thức vậy. Đây, giờ mình đi thăm đây các bạn. Đây các bạn này, các bạn đi rừng là tránh xa các loại hoa này ra này các bạn này. Đây dây này, dây bắp mèo các bạn. Dây này mà quệt vào người là ngứa, ngao sao gió các bạn. Nãy mình đi qua vô tình quệt vào lưng ngứa. Đây hoa bắp mèo các bạn. Đây là nó chưa nở các bạn. Mới chuẩn bị nung nụ. Các bạn này, mình đi thăm bẫy sừng sương này, được hơn 10 con các bạn. Đây là bữa ăn tối các bạn nhá. Đây mình nấu ăn tối, mình ngủ xong mai đi thăm tiếp các bạn này. Mai hy vọng là được nhiều hơn. Đây, mình em đang ngủ. Rụt sóc. Kêu nhá. Mày có tuổi rồi, nghe cục cục rồi. Cũng già lắm rồi. Đặc biệt nói gì cả. Được 3 vị sóc bông các bạn. Cho thêm tí nước vào nếu không chỉ... mà gạo đây dễ chín mà. Không được là nấu gạo phải ăn chứ sao. Mà rừng mà. Đây các bạn, khu vực này anh em mình đang nấu cơm này. Ui dồi, lửa không có lò nướng. Không cháy luôn ấy. Ui thế. Đi không có đèn nữa các bạn. Đèn led này. Đưa mất cái kho ấy đâu nhỉ? Kho kho á, một cái cất đầu kia, một cái đang hiện vừa lấy đi đầu kia. Lấy một cái kho để đun lửa đi, để nhóm bếp đi. Đây, khu vực này, sau mình đang nướng các bạn. Đây, nướng đây. Đây, mình nướng 5 con. Còn 5 con mình nấu các bạn. Đây, lửa tại chỗ rất to các bạn. Đấy, thì nhiều là sau khi kê xong cái nấu mấy con kia nấu gừng nữa là xong thôi. Nấu 4 con à? Đây, còn là xong là mình nấu gừng các bạn. Đấy, do công tác chuẩn bị ở nhà không có mang dao đi không mang đi. Dùng con dao nhỏ xíu. Không cần đâu. Chẻ khúc to to là được rồi. Rồi bữa nay mới là bữa nhiều ấy nhỉ. Đây, ớt bột. Mà chắc vừa đủ rồi. Trò siêu cay. Bằng đấy thôi, cho tí rượu vào cho nó thơm. Rồi gác bếp đi ông. Gác bếp đi ông ơi. Đây bỏ lên nồi ấy. Bỏ lên cái kiềng kìa.
Ngồi đây Nam ơi, đây này. Cái vùng đó. Không mà tí nó giải thế nào? Đấy, chắc giải trong kia thôi. Ôi, trời ơi, đợi vùng và đợi chín nữa là ok các bạn ơi. Đây con này à? Bị được ngồi canh rồi. Con mít này vứt đi, con mít đi chưa? Đấy. Sóc vừa bị chín rồi. Mày làm mới ấy đi à? Mày làm muối ớt chấm đi. Đây cơm đây. Đấy. Đây 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 đây, nó khén hạt dối. Bạn này chắc phải rửa lại phát rồi. Nó có trong một lọ hết rồi, nó rang lên hết rồi. Đây phải không? Được. Cho tí ớt ớt siêu cay vào. Cho những gà nhá. Đây là đang làm nước bát bát nước chấm huyền thoại các bạn. Nam biết cái chỗ múc cơm đi Nam. Hả? Có chanh chưa? Đây sau Nam kìa. Kìa. Chứ nó vứt đi. Cả dến mày. Đây không mang đồ rồi. Rồi ok nha các bạn. Để hết mẹ. Đây các bạn, có cái khe nước suối nhỏ nhỏ. Mình câu mấy con cá lòng tong nấu canh chua các bạn. Đây, mấy con cá lòng tong các bạn. Cá chê nấu canh chua. Ồ, ào hoang mà có cá to lắm các bạn. Bọc cái màng dùm kết này. Để cho hẳn nó quá ngay đi. Đây, ra để tao mổ phát ra Nam ơi. Tao mổ nấu. Có kìa, có con dao kìa. Tao mổ đó. Bóc củ mang lên luôn đi. Rồi, luộc lên. Nó đậy vào chưa, nó thủng đít vào. Đây. Làm ruột nó mới được chứ. Làm thôi. Nó phải bỏ đâu. Ở đây. Đó, để thế này luôn, để thế này luôn. Đấy, cá lòng tong nữa các bạn ơi. Nấu cái nước này đấy á. Nước ấy mà. Nước bình đàng hoàng ấy. Mắm muối cho vào. Ôi giời. Luộc lên ăn không. Đấy, cháu đi cho nước đấy. Rồi, đậy vung vào. Thổi lửa đi. Ok. Đợi sôi nữa là xong các bạn ơi. Đây thịt sóc là chín rồi. Đây đang đợi cá chín là ăn các bạn ơi. Đây sóc chín rồi. Đây nồi sóc đã sôi rồi này. Giờ mình ăn sóc. Nấu gừng với là sóc. Trước đợi cá sau các bạn. Đây sóc nướng đây. Đây các bạn ơi, hiện tại mình đã nấu xong hết rồi các bạn. Tráng tráng rượu phát còn là đây, đây mình chuẩn bị dọn lên chiến đấu rồi các bạn ơi. Ăn tối xong ngủ để mai đi thăm bấy các bạn nhá. Cho mọi cái dép đi rửa cái bát nào. Video tôi tạm dừng tại đây nhá. Đây, sóc nướng các bạn ạ. Có sóc nướng này, sóc nấu gừng. Và cá đang trên bếp. Đủ bát, đủ bát. Để nấu canh. Gà cái này thầy, gà bây giờ để đâu được. Đây, khu vực này. Đây mình có bát nước chấm thần thánh đây, cực cay. Đây khu vực sắc nước và khu vực sóc nấu gừng các bạn. Mời anh em nhá. Nó pèo cũng bát hay cũng bằng ly đây. Mời em nhá. Đây những thợ rừng của mình đây. Cho tí rượu vào trong cái bát này đi. Này anh ơi, này. Không được nước này, được rượu nó đắng. Ui giời ơi, quý hoa quá, làm bát thế này thì. Đây bạn chơi rót đây này. Cho đủ. Nó làm phát hết một gần một giờ chắc mắc mẹ dưới kia luôn. Kệ đi, cái đấy kệ đi tí nữa xong là làm cái mỗi người tí mang về các bếp. Rồi, mời anh em cái đi nhầy. Làm thích quá, làm chai đi chặt cây luôn. Không được đâu. Có đấy, có đấy. Ở dưới này mới ấy này. Đó. Mở pin nọ nha. À. Đây thử miếng sóc là đúa đây mà. Cạnh ba đôi à. Đây thử miếng sóc là nướng đi. Sóc. Nướng đi. Nó thấy cái chanh không? Cái chanh thôi. Không bông đi. Tôi ui phải đánh chín rồi đấy. Dạ đấy. Được rồi. Rồi. Mình hiếu. Không có ai đi được đâu. Có bông đi. Đây mời các bác. Có bông bây giờ phải kiếm cái đầu mới biết được. Đây này. Đi thôi. Ừ, ngon quá. Ôi giời ơi, chấm pha rượu đúng rồi. Đóng nước.
Ngon. Ăn được.